không tự chọn, không tự chọn là nhảy đấy thì sẽ nhảy nấu ăn ngủ biển vui. Em chọn đúng ba con đấy luôn, em định chọn đúng ba con đấy luôn. Chị đang học hùng biển, nói chung mấy môn tự chọn thì dễ qua mà, nói chung thì chân chân chị em cũng bảo là gì học vui. Mà mấy cái môn đấy nên rủ người học cùng, ít nhất là hai ba đứa học cùng nhau là nó mình kiểu đi học hơn, chứ học một mình chán lắm, học một mình một đéo nào.